chào tất cả quý vị và các bạn. Hai mẹ con Win to Win xin chào, kính chào quý khách. Hôm nay như ngày Vu Lan báo hiếu, Kim Định muốn tâm sự với mẹ một vài câu. Cả đời chúng con đã chưa trả hiếu cho mẹ, nhưng từ đây đến cuối đời con sẽ làm được, con sẽ làm tất cả những điều con muốn từ đây đến cuối đời để cho mẹ được hưởng những cái gì cần hưởng. Mẹ của tôi không biết đòi hỏi gì, chưa bao giờ bảo muốn ăn cái gì. Hồi xưa thì suốt ngày đi làm việc, chỉ biết đi làm và kiếm tiền bằng mọi cách lo cho con ăn học. Các con thì nếu đứa nào có ý thức thì học hành rồi đi làm, mẹ cũng chẳng bao giờ cần đứa nào mua cái gì cả, không bao giờ để cho đứa nào mà gọi là gọi con về để mà phụng sự, không bao giờ. Chỉ biết là đứa nào đi cái công việc của đứa đó cứ việc đi cho lo công việc của mình, còn mẹ ở nhà thì cũng được rồi, không đòi hỏi gì hết. Các con của mẹ thì bây giờ khắp nơi, ở khắp nơi, chị thì ở thành phố Hồ Chí Minh, em chị một em ở thành phố Hồ Chí Minh, một em nữa ở Mỹ, một em nữa ở Đức. Có mình Kiên Định thì ở tại tỉnh Đồng Tháp. Với những cái ngày này thì ở gần bên mẹ mà chăm sóc bằng mọi cách, mà thời gian này mình học hành cũng khá nhiều, tuổi của mình thì cũng không còn trẻ gì, trung niên, năm nay là mình 55 tuổi, còn mẹ 82 tuổi. Học hành thì không phải dễ, đối với các em 30 mấy thì nó học dễ dàng, còn mình 50 mấy, 50 mấy thì nếu mà không trải qua biến cố thì học còn dễ hiểu, trải qua biến cố thử thách nhiều, bởi vậy cái đầu nó cũng không giống như là hồi xưa học trước quên sau, học sau quên trước. Và mẹ là một cái người mà ủng hộ mình cái lúc mà còn tỉnh táo á, mẹ ủng hộ. Còn bây giờ thì không có nói chuyện nữa. Nói chung là đến thời điểm bây giờ thì mẹ nửa tỉnh nửa mê. Mẹ hay nói chuyện với cõi âm, những người đã khuất ở trong gia đình mình. Bây giờ mẹ cứ mê mê tỉnh tỉnh. Lúc trước hỏi mẹ ơi, con sắp sửa thi vào đội Discovery rồi, mẹ thấy con có thi đậu không? Mẹ nói con không thi đậu thì ai còn thi đậu. Mẹ nói một cách rất là khẳng định như thế, và mình cũng rất là tự tin. Và sau vòng phỏng vấn thì mình đậu y như lời mẹ nói.
Và mỗi lần có các cuộc phỏng vấn gì thì mình thường hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con có thi đậu không?" Nhưng mà bây giờ thì lại là hỏi thì mẹ im lặng, không có nói gì hết. Cuộc đời, đời người sinh lão bệnh tử, cả đời mẹ hy sinh cho con cái. Bây giờ các con thì cũng khó có về được. Mẹ thì không hề đòi hỏi gì hết. Và tôi mong rằng là từ đây đến cuối đời, mẹ cứ nếu sống được thì sống vui, sống khỏe với con cháu và làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi chỉ mong ước như thế. Và có một điều ước thì nếu được sống vui thì tôi xin nhường tuổi thọ cho mẹ. Bởi vì mẹ là tất cả. Không biết đòi hỏi gì hết. Mong rằng anh chị em và các con cháu ở xa phải nhớ đến bà. Tất cả những gì bà làm hồi xưa, cái gì cũng con cháu hết. Tôi yêu mẹ. Xin kính chào mọi người.